Ô tô Trung Quốc hạ giá kỷ lục tại Việt Nam, chỉ hơn 400 triệu đồng, cạnh tranh từ Kia Seltos đến Honda CR-V. Chỉ trong vài tháng, một loạt mẫu xe Trung Quốc liên tục hạ giá nhiều lần, thiết lập mức đáy giá mới trên thị trường. Trong chưa đầy một tháng, kể từ lần ưu đãi trước, loạt ô tô Trung Quốc lại tiếp tục giảm giá một lần nữa tại Việt Nam. Trong lần giảm này, có tới 2 mẫu SUV có giá xuống dưới 500 triệu đồng, thiết lập mức giá thấp kỷ lục của các dòng xe Trung Quốc kể từ khi ra mắt đến nay. Thứ nhất là 3XX55 chỉ còn 488 triệu đồng. Trong tháng 9 này, 3XX55 giảm giá từ 518 triệu đồng còn 488 triệu đồng. Đây là mẫu SUV Trung Quốc có giá thấp nhất trên thị trường. Trước đây, khi mới ra mắt, mẫu xe này có giá niêm yết là 548 triệu đồng. Sau một thời gian, giá xe giảm xuống còn 528 triệu, 518 triệu và nay chỉ 488 triệu đồng. 3XX55 là mẫu SUV 5 chỗ, có kích thước gần tương đương Hyundai Tucson. Xe có thiết kế trẻ trung, ngoại hình được nhận xét là gần như không nhái mẫu xe nào. Phiên bản được nhập về Việt Nam, được trang bị đèn full, LED, ghế ngồi bọc da, màn hình giải trí 9 inch, phanh đỗ điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh. Động cơ xe là máy 1,5 lít tăng áp, công suất 150 mã lực và mô men xoắn 210 Nm kết hợp số tự động vô cấp. Thứ hai là 3XQ7 Elite có giá 498 triệu đồng. Mặc dù trong tháng trước, 3XQ7 có giá ngang X55 là 518 triệu đồng, nhưng sau khi giảm lại có giá 498 triệu đồng. Đây là mẫu xe có mức giảm giá lớn nhất kể từ khi ra mắt với tổng mức giảm lên tới 90 triệu đồng. Ban đầu, xe có giá niêm yết là 588 triệu đồng. Hiện tại, 3XQ7 tại Việt Nam chỉ có bản rút gọn trang bị là Elite. So với bản Full Option thì bản này thiếu cảm biến trước và camera 360 độ bớt 2 túi khí. Các trang bị chính đáng chú ý trên xe có đèn chiếu sáng LED, ghế lái chỉnh điện có sưởi và làm mát, màn hình 12 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn tự động, gạt mưa tự động, cốp điện. Mẫu xe này bị nhận xét là thiết kế nhái Range Rover. Động cơ 3XQ7 là máy 1,5 lít tăng áp, công suất 150 mã lực kết hợp số tự động vô cấp. Thứ ba là Hyundai Z8L có giá 668 triệu đồng. Hyundai Z8L cũng là mẫu xe hạ giá tới 90 triệu đồng so với giá ban đầu. Hiện nay, giá xe giảm xuống còn 668 triệu đồng, trong khi giá ban đầu là 758 triệu đồng. Đây là lần thứ ba mà mẫu SUV 7 chỗ này giảm giá. Đây là mẫu SUV 7 chỗ, được phát triển từ mẫu Hyundai Z8. Mẫu xe được cho là nhái, và pha trộn thiết kế nhiều mẫu xe sang, có nhiều trang bị khá hiện đại như đồng hồ kỹ thuật số, màn hình 10 inch, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ. Động cơ Z8L là máy 2 lít tăng áp, công suất tới 231 mã lực, kết hợp số tự động 8 cấp. Thứ tư là Brilliant V7 có giá 718 triệu đồng. Mẫu xe được cho là BMW Trung Quốc, lần đầu được ưu đãi với số tiền là 20 triệu đồng. Giá xe giảm từ 738 triệu xuống còn 718 triệu đồng. Brilliant V7 thuộc phân khúc như Hyundai Santa Fe, với trục cơ sở 2770mm. Giống như nhiều mẫu xe Trung Quốc khác, V7 sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, để chiều lòng khách hàng như đèn LED ma trận, màn hình 10,4 inch, âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm sớm. Động cơ tăng áp, dung tích 1,6 lít, mang công nghệ BMW cho công suất 201 mã lực và mô men xoắn 280 Nm kết hợp số ly hợp kép 7 cấp.